Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đẹp lòng Chúa Cha. Thánh Philippe Neri có một quả tim tha thiết yêu thương linh hồn con người. Thánh nhân sẵn sàng hy sinh thời giờ, cả ngày lẫn đêm, để ngồi tòa giải tội. Đối với thánh nhân, phục vụ Chúa và tha nhân là niềm vui chứ không phải gánh nặng. Thật vậy, không ai quên được câu mà thánh nhân thường hay nói: với kẻ yêu mến Chúa thì không có gì nặng nhọc mệt mỏi, nhưng đầy hân hoan. Đức Giêsu luôn ý thức rằng cả cuộc đời trần thế của người là vâng phục thánh ý Chúa Cha, và chắc chắn điều này làm Chúa Cha hài lòng. Thật vậy, bên dòng sông Giô-đan, chính Chúa Cha đã hãnh diện về Đức Giêsu khi phán: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Hôm nay, qua lời cầu nguyện với Chúa Cha, Đức Giêsu cho chúng ta biết tại sao mầu nhiệm nước trời lại được ban tặng cho những kẻ hèn mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Bên cạnh việc rao giảng nước Thiên Chúa, một trong những điều mà Đức Giêsu đã làm để Chúa Cha hài lòng chính là sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương. Thật vậy, Đức Giêsu luôn yêu thương, lo lắng, nâng đỡ, cảm thông với con người, đặc biệt là những người mang gánh nặng nề, những người khổ đau, hèn kém. Là người môn đệ theo Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi sống theo gương mẫu của người, quan tâm đến người chung quanh, sẵn sàng xả thân, hy sinh, giúp đỡ những ai nghèo túng, khốn khổ và bệnh tật, về tinh thần cũng như vật chất. Đây chính là những của lễ dâng lên làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, để trở nên người con luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, Ngài đã hy sinh gánh lấy muôn vàn nhút nhơ, tội lụy của cả nhân loại. Xin cho chúng con biết sống tốt lành, thánh thiện như Ngài. Ngõ hầu qua chúng con, mọi người cảm nếm được tình Chúa Cha êm ái và tốt lành nhường bao. Amen.